Rồi, xin chào mọi người, ngày hôm nay lên chi tiết cho mọi người về con mẫu bê tông bin của Drama. Đấy, con này nếu mà phân khúc thân máy dưới 1 triệu em đánh giá con này là cực kỳ ok luôn. Đấy, con này thì nó là mẫu mới nhá và em chỉ bán con này bán thân thôi. Tại vì bộ thì mọi người khuyến khích mọi người không nên mua bộ của bê tông bin hay là bộ của mài bin. Tại vì các hãng người ta thường sẽ ghép với những cái quả bin giá rẻ để cho trung bình giá rẻ hơn. Đấy, thì con này thì sẽ khuyến khích mọi người sử dụng dòng pin Blood hoặc dòng pin Ultra hoặc là dòng pin đóng của bên em. Đấy, mã con này thì ở trên này nó ghi đây 5020. Đấy, lực đập của nó là 1.7 joule. Đấy, khả năng là cũng rất là khiêm tốn. Đấy, chứ dòng bê tông của OEM thì em thấy nó viết toàn 2.3 joule mà. Con này thì nó là theo dòng compact. Đấy, tức là trước đây có Huka này, bây giờ có Himoki rồi Akuza rồi Toyama đấy, rất nhiều bên họ làm cái form như này. Nhưng mà em thấy Drama họ duy trì khá là ổn định về chất lượng và giá. Giá 850 thì con này cực kỳ cạnh tranh luôn. Đấy, khoan này là khoan 3 chức năng nhá. Có chức năng đây là búa này. Đây là chức năng đục này, đây là xoay mũi này. À đây là chức năng khoan thường này. Khoan thường này, đấy, khoan bê tông này và chức năng đục này. Đấy, đục thì con này là hỗ trợ thôi. Một lát sẽ test cho mọi người cả khoan rút lõi với cả máy bê tông bin nữa. Đấy, nói chung trường hợp mà chống cháy thì khoan vẫn khoan được, chứ còn bê tông bin thì khoan nó sẽ không nhanh như là dòng so với cả dòng máy khoan độc kẹp. Đấy, nhưng mà về thân máy dưới 1 triệu có hộp luôn, con này rất ok luôn. Đấy, lý do không bán bin bởi vì em vẫn nói rồi là hãng người ta cứ phải ghép pin giá rẻ thôi, chứ chả ai người ta ghép pin dòng xả cao, pin cao đâu, cho nó giá thành nó cao đâu, mà khách cũng không hiểu hết. Đấy, khách cứ biết là cả bộ thế là rẻ thôi. Đấy, nhưng mà bộ thì như con này ghép là ghép pin thường, không phải pin Blood. Ngày xưa nó là pin Blood nhưng mà cũng không phải là pin mạch 6 MOSFET. Đấy, thì xả của nó không hẳn là cao. Đấy, nếu mà sợ pin trung bình ấy thì có quả này là 440 này, Drama Blood này. Đấy, thì mọi người cứ cộng thôi, 440 cộng với 850 thì ra bao nhiêu đó thì bên em sẽ tặng cho mọi người một cái sạc hoặc là giảm 50.000 cho mọi người. Đấy, một trong hai phương án tùy, ai mà đã có sạc rồi thì giảm 50.000. Trường hợp thứ hai mọi người mua hai pin, đấy, ví dụ 440 nhân 2 880 cộng với cả 850. Đấy thì giảm 100.000 hoặc là tặng một cái sạc, nhưng mà sạc là sạc ngon, sạc 3A. Đấy thì bắt đầu từ pin Blood 15 cell này trở lên là dùng được rồi. Đấy, hoặc là mọi người dùng pin 20 cell Blood cũng được, hoặc là dùng pin Ultra cũng được, 6A. Đấy, pin này thì nó là cell 1.5. Dòng Blood của nó cell là cell 1.5. Thế còn dòng Max của nó là cell 1.2. Đấy, ví dụ như theo bộ của nó thì 1.2 nhân 3 hàng lên thì nó chỉ được khoảng 3.6 thôi. Đấy, vừa dung lượng thấp hơn mà vừa dòng xả nó thấp hơn, khoan bê tông nó không khỏe đâu, khoan tường gạch thì chắc vẫn khoan được. Đấy, cho nên đấy là cũng là một cái lý do tại sao em không bán. Đấy thì ngoài ra thì mọi người cũng có thể áp dụng với cả pin đóng của bên em. Đấy, pin đóng là 580, quả pin 10 cell 5A, cell EVE. Đấy, con này thì cộng cứ tặng cho mọi sạc hoặc là giảm tiền. Đấy. Đấy, nhưng mà con này tặng thì tặng sạc hẳn luôn, sạc 3 adapter 3A. Đấy, sạc xịn luôn, sạc có quạt luôn đấy. Đấy thì con này thì thông số nó ghi cũng rất là khiêm tốn luôn, nó không có ghi ảo ảo như mấy thằng kia. Thì đây tua của nó đây. Đấy, trung bình tầm 1.500 vòng là hợp lý đấy. Đấy, thế còn con này thì thân của nó rất là gọn, thân của nó nếu mà tính cả tay cầm ấy, thì nó chỉ rơi tầm khoảng 2 cân thôi. Đấy, form compact mà. Đấy, thế còn đi rút lõi thì rút được, nhưng mà nhìn chung dòng bê tông bin rút lõi thì em không đánh giá cao như là dòng 13 ly. Đây sẽ test thử rút cho anh chị nhá. Đấy. Đấy. Đây, đường gạch đây. Đường này khoan khá là nhiều rồi. Đó. Mọi người lưu ý là rút lõi là để chế độ khoan thường nhé, không để búa đâu. Búa nó nhảy như là khoan nó không khoan được đâu. Chung là rút thì rút được, nhưng mà tua nó không nhanh, tầm 1.500, à 2.000 mấy, như là do với cả máy bê tông bin, máy 3 chức năng. Đấy, thì còn khoan bê tông thì khoan thoải mái thôi. Đây, cái này mũi tận 10 ly, 12 ly, thậm chí 16 ly, mọi người khoan được thôi. Đấy.
Đấy, câu chuyện của máy bê tông bin nó là phần lớn là câu chuyện ở quả bin. Đấy, nhưng mà tất nhiên là nếu mọi người dùng những cái tải nặng, ví dụ khoan mũi phi 16 mũi dài, thì những cái con vượt trội hẳn là những con Amax hay là những con Hooker 2009. Còn phân khúc này thì mọi người khoan bê tông giúp em ở những cái mũi tầm mũi 10, mũi 12. Đấy, cường độ mà ví dụ ngày 100 lỗ, 200 lỗ thì chúng ta phải đầu tư. Chúng ta kiếm ra tiền nhiều thế mà chúng ta tiết kiệm quá đúng không? Thế bọn em chết làm sao bán được máy đây. Đấy, thế còn rút lõi thì mũi kia là mũi rẻ thì có thể nó ngắt nó bình thường, chứ pin này thoải mái luôn. Đấy, pin này tôi đây ép cho mọi người lên mũi 16 người xem cho nó đã luôn đúng không? Đấy, mấy khi làm video chi tiết review của con này đây. Mũi rất là to này, 16 phân này, mũi này chắc chắn là quá tầm với máy. Đấy, mũi này chỉ dành những con á mắc, con to thôi. Đấy, nhưng mà sẽ thử cho mọi người nhé. Khoan được 2/3 mũi như này là cũng rất xuất sắc rồi. Nói chung là quả pin này nó gánh khá nhiều đấy. Thì phạm vi hoạt động mọi người lưu ý nhá. Đấy, tức là máy càng cao thì phạm vi hoạt động nó càng rộng càng lớn. Đấy, chứ còn về góc độ bán hàng của bọn em thì con máy thân 650, 850 thì cũng bảo ngon. Đấy, thân 1.450.000 hay là 1.680.000 cũng bảo ngon. Thì nó rất là khó cho anh em, nhưng mà anh em lưu ý về phạm vi hoạt động. Đấy, và lưu ý là pin nhà bộ thì thường là dùng ở mức độ là khoan tường gạch và khoan bê tông vừa vừa thôi. Còn nếu mà mọi người đầu tư lên pin Blood đúng kiểu 61 phép của nó thì giá thì chỉ khoảng 1.7 triệu so với 1.5 triệu thì chênh nhau hơn có 200.000 thôi. Đấy, nhưng mà pin nó xả nó cao hơn, mạch 61 phép nó ngon hơn. Đấy, thì con này về mặt body em thấy là cực kỳ ok. Phân khúc dưới 1 triệu. Đấy, mọi người có thể liên hệ hai số điện thoại trên màn hình hoặc đặt theo đường link Shopee ở phía dưới nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái luôn. Shopee bây giờ nó cũng cho kiểm tra thoải mái luôn rồi. Drama nó là tối ưu. Vẫn vo tay cầm hộp đựng cho anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.